đứa trẻ đang ngồi đợi bác sĩ chữa bệnh trong một phòng khám nọ. Thì ê, tụi bay nói bác sĩ đợi tao xíu nha, tao ra mua đồ ăn cái tao về liền. Ủa mày đi được hả? Ủa sao mày thấy nó đi vậy? Trời, mày nói chuyện được luôn hả?